Trân trọng kính chào anh em đã quay trở lại với review áo khoác cao cấp chính hãng của Lava Store. Trước mắt anh em là một con Vasti Baseball Jacket rất là đỉnh cao với phong cách vintage cổ điển, cái dạng những club ngày xưa người ta họ làm theo cái dạng retro, những cái club hay là những cái câu lạc bộ ngày xưa mang phong cách bóng chày nha anh em. Rất là đẹp luôn. Mình cực kỳ yêu thích những cái mẫu này. Và hãng Memphis Origin thì quá là quen thuộc. Mình đã quay hàng mấy chục ngàn, phải 20 clip về cái áo, những cái áo Vasti đình đám của và Sukayan của đình đám của hãng này thì còn rất là quen thuộc với anh em rồi. Cho nên là mình sẽ lên thêm một con Vasti họ mới ra. Con này thì rất là mang phong cách retro cổ điển, rất là đẹp, phù hợp nam tính. Những cái người nam hay nữ thì mặc con này đều rất là trẻ trung. Nó giống như là một cái kiểu thể thao mà hoài niệm lại. Mình nhớ là những cái thập niên trước với cái tông màu nâu, cái màu nâu nhạt ở đây, màu nâu nhạt ở đây, màu này là màu nâu nhạt và ngã qua màu mỡ gà đó anh em, và cái thân là màu xanh lá cây gọi là xanh đậm đó, rất là hoài cổ luôn, và chữ M màu cam, bò thun cổ và ống cổ tay, và bò thun dưới của áo đều là màu cam, nó đi một cái phối màu cực kỳ đẹp luôn và rất là kiểu là trẻ trung, năng động và cũng không kém phần hoài niệm và sang trọng nha anh em. Trước mắt anh em là một con Vasti jacket, baseball jacket Hustle Couture, rất là đẹp, do Original Club mà nó rất gọi là, mình không biết nói sao nhưng mà cực kỳ, những con này sẽ được rất rất là nhiều bạn yêu thích trong tương lai, và mình khi mình đăng những cái mẫu này lên bán á thì những anh em khách quen vô chốt cũng cho mình phải là mấy con. Một cái mẫu này thôi á, chứ không cần phải nhiều mẫu. Một cái mẫu này thôi á, thì có 2-3 bạn gì đó đã vô đặt mua cái mẫu này bên mình. Ok, thì mình xin review cận cảnh cho anh em coi. Đây là toàn cảnh nè. Thì anh em có thể thấy cái bố cục, những cái logo được theo full tất cả luôn. Và áo này là mới 100%, có certificate của chính hãng của Memphis Origin. Và mình để ở đây đầy đủ, không thiếu món gì hết cho anh em có thể thấy. Vì quay như vậy á thì là sẽ là minh bạch tất cả mọi món hàng mình bán, mình đều sẽ quay như vậy để cho anh em sẽ có cái nhìn. Nếu mà cái hàng nó trùng rồi mình quay rồi thì mình sẽ không quay lại, nhưng mà những cái món hàng mà mình chưa bao giờ quay, mình sẽ cố gắng về những cái mặt hàng nào mới, áo chưa bao giờ quay, mình sẽ quay lên hết tất cả cho anh em coi ha. Mà đó là sự tôn trọng khách hàng của mình. Cái thứ hai là mình đã bán đến nay 8 năm Lava Store thương hiệu, thì không phải là mới mẻ gì nữa, thì anh em cũng đã biết bên mình rất là lâu rồi ha. Lava Store, đây là hộp gói hàng của mình. Mình làm để mà gửi đến anh em giống như là một cái áo siêu phẩm, cũng như là một món quà anh em có thể tặng hay sử dụng. Nó đi theo anh em từng năm tháng, và cho dù anh em có vài ba chục năm sau thì cái áo nó vẫn còn đó. Có thể nó sẽ cũ đi đúng không, nó sẽ bạc màu đi, nhưng mãi mãi cái giá trị anh em mua, cái sự độc đáo của nó sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa. Còn những cái gì mà anh em có thể thích xu hướng ở Việt Nam này kia, nhưng mà mình thì mình thích cái nào nó tới bờ tới bến hơn, cái những cái gì mà nó đạt cái đẳng cấp, cái level mà mình thấy đẹp thì mình mới mua, cho dù nó ở đâu đi chăng nữa. Mình phải mất rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức để mà bỏ ra tiền ra order những cái mặt hàng này, với thuế phí vận chuyển và những nước trung gian, những cái dealer này kia họ lấy rất là cao. Nhưng mà không sao hết, mình sẽ mua bằng mọi giá, mình sẽ mua được những cái sản phẩm đặc độc đáo cho anh em có thể sở hữu ở Việt Nam, những khách hàng quen của mình, những anh em mới biết tới Lava có thể có những cái áo mà hình như là không ai có ở Việt Nam hết ha. Ok, rồi mình sẽ quay chi tiết cho anh em coi. Nói hơi nhiều bởi vì mình thứ nhất là mình muốn quảng cáo về lại một lần nữa, mình nhấn mạnh là anh em là áo mình bán là độc đáo ha, chứ không phải mà quảng cáo đi quảng cáo lại, tại vì sẽ không chỉ những anh em quen coi mà những khách hàng mới họ sẽ cũng coi. Đây nè, telephone anh em thấy chưa, telephone chỉ kim sa, chỉ màu vàng rất là đẹp, anh em thấy chưa, quá đẹp luôn. Rồi bên đây chữ M cũng telephone nè, M cũng làm, anh em thấy không. Rồi, dưới đây cũng theo luôn nè. Đó, quay hình theo cho anh em coi. Đây, Memphis Custom. À, đẹp chưa anh em ơi? Đó. 45 theo full nè, quá đẹp luôn. Ha. Đây, quay lại cái này. Thì rất là minh bạch luôn. Quay như vậy thì đâu có chạy đường nào đâu. Chắc chắn rồi, anh em sẽ thấy một cái áo hiện lên giống như thật, y như anh em đã tới shop lựa ha. Dễ dàng mua và mình hãy tin mình chọn size là rất là chính xác cho anh em. Đó, certificate của Memphis Origin, anh em thấy chưa? Đó. Ok.
đầy đủ hết anh em ơi. Đó, đây là mặt trước ha, mình sẽ tranh thủ quay mặt sau cho anh em coi luôn. Đây, cái túi nó cũng viền bằng da rất là đẹp nè anh em. Công phu và tất cả bao thun đều rất là đẳng cấp luôn. Đây, thương hiệu chính hãng, không phải hàng fake, đây là hàng chính hãng cao cấp 100% luôn. Hãng này không còn xa lạ gì hết, không còn xa lạ đối với anh em Việt Nam, không còn xa lạ nữa. Mình quay clip về áo Memphis Ocean quá nhiều rồi, 20 mấy cái rồi chứ không phải là 20 cái đâu, 20 mấy cái rồi. Đó, đây là mặt lưng nè, có chữ Hustle Custom Indefeated Champions, rất là đẹp luôn, một thiết kế rất cổ điển. Và tay là bằng da BO full nha anh em, cái tay, cái ống tay này, cái ống tay màu mỡ gà này là da BO full nha, không phải là bằng thun đâu. Ở trong đây thì nó bằng thun, chất liệu bằng thun ha, còn ở đây là tay da BO full hết rồi. Đây, mình thấy chưa, quá đẹp. Tay da BO nè, da BO nè anh em thấy bên đây cũng vậy nè, da BO nè anh em thấy chưa. Đó, áo là mới tinh nha, trong bọc khui ra luôn chứ không có phải hàng cũ đâu. Mình không có bán hàng hai hen nha anh em, bán toàn bộ là hàng mới 100% hết. Ok, Lavastore luôn luôn đồng hành với anh em những cái mặt hàng mà thời trang cao cấp chính hãng và độc đáo độc lạ trên toàn Việt Nam rồi. Đây là review áo Memphis Origin Hustle Couture Indefeated Champion. Mình sẽ kết thúc video clip ở đây, anh em nào thích thì hãy inbox liên hệ với fanpage facebook.com/lavastore.clothing, instagram.com/lavastore.clothing và Zalo thì gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo cho mình cũng được, 0783490288. Mình là Phi, chủ shop nha anh em. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau. Xin cảm ơn rất nhiều.